Ngọc Thủy hân hạnh kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tin tức tại Denver được cập nhật mỗi ngày trên đài VVTV và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu bản tin cho biết mức lương tối thiểu là 17,29 Mỹ Kim tại Denver. Một thông báo mới nhất của thành phố quận Denver gửi Bộ Tài chánh của tiểu bang cho biết mức lương tối thiểu 17,29 Mỹ Kim một giờ sẽ được thực hiện tại quận và thành phố, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tương tự như vậy, mức lương tối thiểu dành cho nhân viên phụ trách về thực phẩm và nước giải khát sẽ là 14,27 Mỹ Kim một giờ, với điều kiện họ được chia ít nhất là 3,02 Mỹ Kim tiền hoa hồng. Thị trưởng Michael Hancock nói rằng, trong thời điểm lạm phát và mọi chi phí gia tăng, ảnh hưởng đến các gia đình lao động ở khắp nơi, gia tăng mức lương tối thiểu dựa trên chỉ số giá tiêu dùng sẽ giúp cho những người cần có đồng lương khá cao. Điều này thật sự tạo thêm gánh nặng cho các thương nghiệp địa phương. Nhưng đây là phương cách tốt nhất để giúp cho công nhân, những người dễ bị tổn thương đang cư ngụ tại thành phố và trong quận Denver. Được biết đây cũng là phần cuối cùng trong hàng loạt 3 định mức gia tăng tiền lương tối thiểu tại Denver theo lịch trình, bắt đầu được thực hiện vào ngày 1 tháng Giêng năm 2020. Theo luật thành phố ban hành vào tháng 11 năm 2019, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2023, mức lương tối thiểu tại Denver đó là 17,29 Mỹ Kim một giờ. Sau đó yêu cầu gia tăng hàng năm dựa trên chỉ số giá tiêu dùng để theo dõi chi phí sinh hoạt thực tế của Denver. Tin tiếp theo, nha cảnh sát Denver bắt giữ nghi can có vũ khí. Cảnh sát trưởng Ron Thomas thuộc nha cảnh sát Denver cho biết, khoảng 7 giờ 40 phút tối hôm qua, họ nhận được điện thoại khẩn cấp thông báo về một người đàn ông dùng súng uy hiếp mọi người ở chung cư số 3900 trên đường Malta. Khi đến nơi, họ đối diện với nghi can cầm súng ngắn đứng ở sân sau của một căn nhà. Họ ra lệnh cho người này bỏ súng đầu hàng, nhưng ông ta từ chối. Cảnh sát dùng súng gây tê bắn ông ta, nhưng không có hiệu quả. Sau đó ông ta vào nhà dùng súng uy hiếp cảnh sát. Một nhân viên đã nổ súng. Nghi can không bắn trả và bị thương nhẹ. Cuối cùng nghi can cũng buông súng ra khỏi nhà đầu hàng và bị cảnh sát bắt giữ. Không có bất cứ ai ở trong nhà khi xảy ra vụ nổ súng. Chưa biết nguyên nhân vì sao người đàn ông nói trên lại dùng súng uy hiếp cư dân trong khu vực. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra. Và ngày 11 tháng 8 là ngày cuối cùng mặt trời lặn vào lúc 8 giờ tối tại Denver. Mùa hè sắp kết thúc, tiểu bang Colorado bắt đầu mất đi những khoảnh khắc quý giá được đón ánh mặt trời bình minh vào mỗi buổi sáng, kéo dài đến thời điểm của mùa đông vào tháng 12. Ngày 11 tháng 8 là ngày cuối cùng hoàng hôn đến muộn. Mặt trời lặn hiện vào lúc 8 giờ 1 phút tối hoặc là trễ hơn 1 phút tại thành phố Denver. Sau đó phải chờ đến ngày 7 tháng 5 năm 2023. Cư dân Colorado mới lại thấy những ngày hoàng hôn đến muộn. Tại Denver, buổi chiều vẫn bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, cho đến ngày 21 tháng 9, khi mặt trời lặn vào lúc 6 giờ 58 phút tối. Mùa thu thì trời tối lúc 7 giờ 30 phút, thứ năm ngày 22 tháng 9. Buổi sáng mặt trời sẽ xuất hiện muộn và buổi chiều mặt trời biến mất nhanh hơn. Nhà khí tượng cho biết, đến tháng 12 vào khoảng 4 giờ 35 phút hoặc là 4 giờ 45 phút, hoàng hôn đã bao phủ một màu đen thẫm trên thành phố Denver. Và tin tức về nghệ sĩ Ken Cheong cũng như nhóm Joel McHale sẽ trình diễn tại Colorado.
thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2022, vào lúc 8 giờ tối, nghệ sĩ đa tài Ken Cheong và Joel McHale sẽ trình diễn tại Hí viện Denver's Belcourt. Tiền thu được từ lần trình diễn này được tặng cho quỹ Zalango, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các trường và chương trình học tập dành cho trẻ em khuyết tật tại Colorado. Giá vé từ 59,95 Mỹ Kim đến 99,95 Mỹ Kim đang bán trên trang web axs.com. Ngoài việc tham gia bộ phim nhiều tập Community của đài truyền hình NBC, nghệ sĩ Ken Cheong còn nổi tiếng khi đóng vai chính trong phim The Hangover, cũng như khi làm giám khảo trong chương trình The Masked Singer. Trong khi đó, thì Joel McHale là người giới thiệu chương trình kỳ cựu của đài truyền hình Network, nổi tiếng trong bộ phim truyền hình nhiều tập The Soup, đồng thời cũng là ngôi sao của bộ phim The Great Indoors. Sau cùng, bản tin cho biết thông tấn viên Gary Shapiro về hưu. Ông Gary Shapiro, thông tấn viên kỳ cựu, đồng thời cũng là huyền thoại nổi tiếng của đài truyền hình Nine News, sẽ về hưu vào tháng 12 năm 2020. Với sự nghiệp lẫy lừng kéo dài suốt 40 năm, ông tham gia chương trình Nine News Morning từ năm 1989 sau khi trở thành nhân viên của đài truyền hình với tư cách là ký giả của văn phòng tường thuật tin tức Boulder vào năm 1983. Hôm qua khi thông báo sẽ về hưu, ông Gary Shapiro cho biết, mặc dù không dễ dàng khi thức giấc vào lúc nửa đêm, ông rất thích được tham gia chương trình buổi sáng với đội ngũ đồng nghiệp hợp ý khi làm việc và được trao đổi với những khán giả tuyệt vời. Nhưng đã đến lúc ông dành thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch với vợ, chơi môn trượt tuyết và đến những nơi chưa từng biết. Ông Shapiro cũng cảm ơn đài truyền hình đã tạo điều kiện để ông được làm việc với những nhà báo chuyên nghiệp và tài giỏi, những người đã biên tập và gửi đến khán giả hàng loạt bản tin thời sự trong nước, thời sự quốc tế, thời sự địa phương đa dạng, biến đài truyền hình Nine News thành một trong số những đài truyền hình ưu tú, đầy phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh những nhiệm vụ được phân công về tin tức tại đài truyền hình Nine News, ông Shapiro còn thực hiện một số chương trình truyền hình và phim tài liệu đặc biệt về trại Amish của người Nhật, về khu phố Five Points của Denver, về Học viện Không quân Hoa Kỳ, về trận Normandy, trận Trân Châu Cảng và vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Ông Shapiro đã đến Ý Đại Lợi và Ba Lan để xem phim tài liệu về Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị trước khi ngài đến Denver vào năm 1993. Và ông được trao tặng nhiều giải thưởng, trong đó có cả giải Emmys, giải thưởng của Hiệp hội Phát thanh viên Colorado. Ông cũng giành được giải thưởng Edward Murrow, một giải thưởng mà các ký giả truyền thông đều ao ước được nhận nhờ những phóng sự tài liệu đặc sắc do ông thực hiện và biên tập. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị những tin liên quan đến địa phương. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Kính chúc quý khán thính giả một ngày an lành. Thân ái kính chào.